Ok, xin chào các bạn, mình đã trở lại và thôi lần này mình tiếp tục là đi như là lần trước là mình đang đi tìm thằng bắt cóc, ông bắt cóc ra đúng không? Thôi bây giờ mình không nói nhiều nữa, mình tiếp tục đi tìm một người nào. Đúng là lần trước là chơi chơi nó hết luôn nhưng mà đi ra phải đi ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Mình không nói nhiều nữa, chơi luôn. Ô, lại nhặt lại cái đầu lần trước bị nhặt rồi này. Mình nhớ là hình như là lần trước video mình nhập rồi. Cái này hình như là quay lại là nó lại không nhớ nữa đâu. Nó lại chỉ nhớ là cái lần lần đầu mình hit cái checkpoint thôi đấy. Ông loanh quanh này lại không tính. Đấy, súng lần trước nhặt rồi này. Súng săn này. Này chắc khoảng chắc cự ly xa hơn này. À đây lại cái manuscript này. Trang này. Cái này là cái nào nhỉ? Chắc là cái này rồi. Mình chưa đọc rồi. Đấy, nói chung là nếu mà các bạn nào mà bỏ qua mấy cái này chắc là cũng chẳng sao đâu, nhưng mà nếu mà các bạn nào mà chịu khó mà chăm tìm mấy cái này thì mình nghĩ là liệu có lợi thế hơn về lúc mình chơi game nhỉ? Đấy hả? Chuẩn bị biết chùm chứ để cầm sẵn củ hành bỏ mồm để tí là đến gần thì không cần phải đợi cho nó ăn này, à, nó cho mình ăn, mình tự mình rồi, lại bắt đầu đấy. Ok, họ không sao, có súng rồi. Ui, cái gì đấy? Ô, máy bay à? I'd heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Kiểu máy bay là cổ ấy, không biết đâu ra. Nên là còn nên xuống đấy không nhỉ? Ở trên kia. Đi lên thì máy bay xem có cái gì hot không? À, nè. Đấy, lại có đứa thở. Mình không biết là các bạn có nghe đấy không. Nói chung là mình xin lỗi nên mình nhắc nhiều lần hơi phiền, nhưng mà những cái đoạn này mà ông thở rất là khó chịu nhá. Mình rất là tê. À, chiếu vào đây này. Chiếu điểm gì? À, cũng nghe rồi. Chiếu lên này. Nghiêng để cho cái máy bay nó nghiêng vào cái chỗ đấy. Mình đốt cái gì ấy nhỉ? Ui, gừ ấy, tưởng gấu ấy. Tưởng là ông solo với cả gấu bị nhiễm với khói này. Đấy, có cái gì đốt rồi. Kêu kêu gì kinh thế. Thế nên là mình không phải fan của mấy cái trò kinh dị này, nhưng mà cái trò này cốt truyện nó hay quá nên là cứ phải chơi cơ nhỉ. Đi xuống này, đi ngược lên này. Ồ, dưới đấy chẳng có gì. À, không phải cái gừ gừ là cái máy bay nó kêu này. Ôi giời, tức cái gì gừ gừ. Bỏ qua đi. Chỗ kia chắc là nãy vừa xuống đấy. Ngay sát luôn. Biến nhanh thế. Chết à. Này đính đúng kiểu thay đạn từng viên một, rõ lâu luôn. Này là như nào? Lùi ghét thế là thế nhỉ? Hà
cái đèn này bắn nó. Bắn nó rơi cái đèn. Ôi. Chết chết rồi, cho cái máy nổ lên. Ơ bấm nhầm trời. Các bạn đợi mình thì lại có người gọi. Ok ok, tiếp tục tiếp tục. Chưa được thoát khỏi nơi này nhanh, mẹ loanh quanh này thì đàn và vồ rồi đấy, nhưng mà cái chính nó cái điểm nào. Ủa, đây chỗ này mà có bí mật thì hay là đường là phụ thì mình bỏ qua. Mình không đi linh tinh nữa, kinh quá. Đây, anh này rất là yếu nhé, thể lực. Nghe nó thiết kế cái kiểu cái gameplay này là cho nhân vật chính nó cùi bắp thôi, chứ còn chạy nhanh quá thì kiểu vậy không ngấy ấy, không cảm thấy nguy hiểm. Ôi giời ơi, cho lấy súng ra phát đạn nhiều đây. Ô thằng nào sau lưng này. Ví dụ nó là cái chỗ thương một dễ mắc lót. Chết mẹ mày. Nó tiếng quá. Nên là cái này nó, cái headshot của nó là nó có nhiều đam hơn không? Mình nghĩ là nó cũng không không thay đổi ra. Kiểu cái con bình thường thì bắn 3 viên, còn cái thằng máy nhỏ nhỏ thì chắc là vẫn bắn 2 viên thôi, chả biết có đầu bên có 1 viên thôi. Lại chỗ nhớ cái đoạn này nó ấy cái nhà nhiều chỗ nhớ đấy nhỉ. Còn mấy cái đoạn đầu tiên của episode 1 ấy thì nó căng hơn mà lại. Ôi rồi. Cái này là nó có đổ không đấy? Lo xa quá. Chỗ này vừa vào cái nhà này này. What? Chúng ta đang chơi máy. Đen này. À, cái này là nó kiểu cái dầu mà. Dầu kiểu chắc là bọn này bị lây cái dầu bị kiểu sức mạnh bóng tối ấy. Nó liên quan đến mạnh bóng tối. Nói chắc là mấy ông này bị nhiễm dầu đổ người hay gì đấy. Trong này như kiểu cái nhà manuscript như kiểu cái chỗ để xay thóc gạo nhỉ. Đấy. Xem là cái gì à? Đấy, theo mình nghĩ là game này liệu nó thiết kế để cho mình vừa nhặt được mấy cái này rồi mình đọc luôn ý. Thì là đúng theo kiểu kiểu cái game mình muốn mình trải nghiệm ấy, là đúng cái hướng mà đạo diễn game người ta cho mình cứ đọc luôn cho xem có ấy. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Okay, cảnh sát phó thì ở chỗ cái gỗ à. Là cái đoạn đấy là về sau nhỉ?
Đợi mình chút, mình kiểm tra một số thứ. Ok, tiếp tục. Kích đá. Nhảy nguy hiểm quá. Lại trang nữa. Cái tiểu thuyết này dài bao trang đấy. Chúng người này. Barry. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Nghe nói sâu hơn về cái anh bạn mình, anh Barry ấy. Anh ấy bắt đầu là trở thành cái believer đấy, người tin rồi đấy. Sau khi bị thấy nhiều cái ăn hành mà. Anh ấy đúng kiểu vẽ viết như kiểu mấy cái nhà văn tiểu thuyết nhỉ. Mà kiểu ông đọc thì cũng rất là hay cơ. Kiểu rất là cuốn hút ấy. Mà cái lối chơi của game này nó cũng đâu có tệ đâu, là sử dụng ánh sáng rất hay. Cái lối chơi rất hay chứ. Một tội là nhân vật hơi phề, chạy hơi chậm thôi. Mà mình nghĩ là game này thì nói chung là cái thời mà thì 200 linh, không biết là 208 hay 10 thôi nhỉ. Mà game này là độc quyền của 360 thì quá hay. Ôi giời. Cắt where her face. Này này, có vẻ. Chỗ này có vẻ có nhiều chỗ để mai phục ghê. Đấy, vừa nói là mẹ cha chứ. Ủa, cái thằng này nó có vẻ nó to con rồi, nó căng rồi. Này, nó không phải là quá bình thường. Đốt mẹ máu ấy. Cái này có vẻ ánh sáng nó mạnh hơn, căng hơn này. Ủa, vẫn nhảy vào. Không phải là chùm. Cái bóng tối đeo mặt nạ. Mình không rõ là cái nghĩa nó như vậy hay là như nào. Ok, chúng ta bỏ qua đi. Ồ, lại có súng. Nói chung là hình như là cái kiểu như là hình như là cái chữ đấy là nó đề cập về cái vấn đề mà vợ anh này là sợ bóng tối ấy, chèo lên quanh lại có cái trang. Thì vợ anh ấy lần trước mình đọc cái trang ấy thì là vợ anh ấy là nghĩ là cái bóng tối là một cái thực thể có thể cảm nhận được chứ không phải chỉ là cái hiện tượng tự nhiên như là tối đó. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the Taken. No natural path had brought them here. À, cái hội mà bóng này thì nó gọi là Taken. Đấy, mình không biết là dịch cụ thể như nào nhưng mà trong này nó ghi là Taken. Ok, có nghĩa là anh ấy chạy qua một cái cánh rừng này, cảm thấy bóng tối. Ok, mình sẽ nếu mà có thời gian mình sẽ làm một số cái sắp ấy rồi thì để các bạn nào mà muốn tự trải nghiệm game thì mình trải nghiệm đầy đủ hơn. Mình nghĩ là sắp thì là một cái cách mà để trải nghiệm game nó chuẩn nhất với cái những cái game mà nội dung nó nặng như này.
Bởi vì là cái nghĩa mình nhiều khi mình dịch nhiều khi nó không đúng ấy, mình truyền tải nó không được chuẩn lắm ấy. Nên mình chỉ comment một số cái nghĩa nó qua như vậy thôi. Đấy, lại thở. Đây là cậu đồ rồi. Vợ ông ấy bị bắt cóc mà ông ấy bình thản thế cái chứ ạ. Đi lòng vang vòng. Chỗ này là... ôi, không có đường. À đây này. Ồ, quả. Nói chung là cứ chuẩn bị tinh thần đi. Cũng rửa đạn cho nhiều đấy. Ủa, gì đây? Kinh quá. Bẫy tao à? À, có hàng ok luôn. Vào đây. Tôi gọi hội ra là thằng này sang lưng. Bóc lốp đi. Con này to lấy xuống đây mà phệt. Vừa hình có hàng không? Mình nghĩ là mấy con này cứ lấy cái mẹ này ra này. Cái... đèn pin đôi khi không đủ, không đủ đô bạn này, bọn này nó hàng này là quái to mà. Ui, thằng này nó vẫn chết mẹ mình. Úi dồi, nó luồn cái sau lưng đập. Chết mẹ khổ. Nói chung là chơi hơi lâu. Không được, nói chung là qua là được mà, chứ không phải là mình không phải là pro lắm nhưng mà thôi, nói chung là... tất nhiên là mình nghĩ là có nhiều bạn sẽ gro hơn, bắn chuẩn xác với cả ví dụ tiết kiệm hơn, nói chung là perfect hơn nha. Mình thôi, mình cứ nghĩ là cứ qua chơi trải nghiệm game là được rồi. Ủa hết mẹ, mắc đạn rồi. Còn nếu có nhiều bạn còn cầy cú về chơi phần khó nhất cơ mà. Đấy, những cái đấy thì chắc là mình không, mình bỏ qua nữa. Còn cái gì? Ác mộng à, cơn ác mộng. Nightmare, chế độ nightmare. Ôi rồi. Chết rồi, út cưa máy rồi, đúng rồi, như lúc nãy nó miêu tả của mẹ rồi. Rồi, như lúc nãy cái trang nghe nó miêu tả, nghe tiếng cưa máy. Ôi chết rồi. Để bắn mấy lần nhỉ? Không gay á. Vứt đây rồi. À vứt được. À chết cười. Chết. Nghe xong. Ồ. 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 Ok. Ok. Bởi vì là trước là mình chơi mấy cái Resident Evil ấy. Mình rất là sợ mấy thằng cưa máy này, bọn ấy rất là trâu phải không? Kiểu... rất là kinh khủng. Nhưng mà có vẻ như cái trò này cưa máy nó bình thường thôi. Mà mình không rõ là headshot là nó có tính nhiều đam hay không. Nếu mà bạn đã biết thì bạn hãy... nếu mà xem video ấy, thì comment cho mình để mình để biết mai sau mình chơi lại thì cũng cho nó hiệu quả hơn. Cam group à, cam ground rồi đến, à, đến Elderwood này.
Nhưng mẹ là cái gì? Mẹ là eo đường. Trong này là cái gì? Trong này là... là cái chỗ để chụp. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Ồ, cái bọn chim này, bọn đàn chim ra là quay bạn ấy giờ, bạn Barry giờ. Người béo đấy thì làm mồi cho quạ. Ồ, cái chỗ này có vẻ là quay lại kia. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Phát thoát khỏi rừng. Mình rất thích đánh nhau cái đường ấy. Đường kinh nhá. Rừng không phải nơi mình ưa thích trong cái môi trường. Bây giờ là như nào anh nhà? Đi đâu đây? Thế là còn kiếm cái gì nữa? Có cái này là quay lại nhà vệ sinh này. Thôi, nãy mình có vào nhà vệ sinh nhỉ? Đèn chập chập này, của mẹ. Pick up key à? Xe. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Mình không rõ được. Vãi nhà thật. Giật hết cả mình. Mình nghĩ là mệt. Tâm ngắt. Mình nghĩ là hình như là cái cốt truyện là nó anh ấy viết là nói chung là nó có liên quan mật thiết gì đến kiểu vợ anh ấy chắc kiểu cứu mạng vợ ra chứ anh vẽ câu chuyện để anh ấy kiểu cứu vợ anh ấy đấy là mình đoán đó chứ nhá mình còn nội dung như nào thì mình cũng thử cũng chưa rõ lắm nhỉ. Ok mình cứ đi tiếp thôi chứ lắc ra kia cứu ông bạn rồi. Xe đèn sáng trưng được lái một cô lại là con của mẹ trên mẹ xe bị sao xịt lốp à rồi cố rồi sao nghe nó quay camera của gì ấy? Cái gì đấy ấy có nói đâm được một chút. Nói chung là cái hệ thống lái xe của game này nó không phải tốt nhất. Cái game tốt nhất là mình cần người chơi. Đấy, bình thường. Ô, mẹ hình như quay lại ra nhỉ? Quay lại. Đây này, ra đây này. To Barry à? Barry đường nào ấy? Cái đường này là hình như nó đi xuống đây. Sao nhỉ? À,
Hay là phải đi qua cái hầm này. Hầm thủ thiên cái gì này. Ở đâu? Không phải hầm, đây nó đi cùng đường. Đây là một cái tờ giấy trang này. Rất dễ bỏ qua nhá. Chỗ này là... lang thang tự nhiên vớ được cái này. À, đây là mình vẫn missing mấy cái ra. Còn cái pay này là... à, cái này là phải chơi đây phần khó cơ. Mày lấy được cơ. There was no misunderstanding. Cauldron Lake was where Alice and I had stayed. But there was no cabin and no island. I was missing a week. What had happened to me? What had happened to Alice? I had to get her back. I couldn't face life without her. Ok, thông tin thì nó cũng không có gì... anh ấy bảo thì... là cái nhà giữa hồ đấy nó không tồn tại. Cái đấy mình biết rồi, mấy phút trước. Anh ấy chỉ nhắc lại. Chạy, chạy đến nhà. Cũng có thể là lúc đấy... mà đi xe mà rẽ vào một chỗ nào đấy thì là có cũng có thể là mấy cái tờ giấy loanh quanh khu đấy hả? À? Thôi quay lại kinh. Đi đây rồi. Là phải Barry ở trong này không? À đó, Barry ở đây chứ. Thế mình phải lấy xe mình phi mẹ lên kia nhỉ? Lại chạy. Đâu phải chạy yếu thế. Kiểu sức ông này đi bộ còn mệt nữa là chạy. Kiểu mấy cái đoạn này quá sức với ông, quá sức với anh. Đi này mình. Ờ không phải, mình sai trách rồi. Quên nhá. Khiếp thở như là. Chính là mấy cái bọn này dễ. Mấy con mà Ui chết mẹ mày. Ui sợ quá. Gọi là áp sát. Không một con nữa. Còn nào. Mẹ, cái chỗ cây bé tí này mà ba thằng nó trốn. Thật hay thật đấy nhỉ. Thằng nào nữa không? Kinh quá. Đây, chính ra mình không sợ cái bọn cỡ bình thường bằng cái bọn mà nhỏ nhỏ mà cứ luồn luồn ấy. Kiểu assassin sát thủ ấy. Đấy, cái bọn nhỡ nhỡ này rất là dễ giết nhá. Đấy. Nhưng mà cái bọn mà to hẳn ấy, cái kiểu thằng ôn kia thì rất là mệt. Đợi chút mình check mình. Ok, mình xin tiếp tục đi tiếp cho xong cái đoạn này mãi chưa trời sáng.
You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, wake! You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. It's not done? I need a week. 2 days! The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes. Yes, I get you. Thằng nghe nói bắt anh phải viết nốt mấy cái trang này. Nó có tin là nó có sức mạnh. Không biết cái này nó bật được. À cái này lỗi mình xem rồi, vào đi rồi. Bây giờ cứ đi linh tinh. Barry bạn bạn thân thì đang bị quả nó hành đấy. Chạy chạy. Hết mẹ dạ đúng hết rồi. Ui giời, quá nhiều này. Ui giời. Mình tưởng là ít, hóa ra nhiều thật. Làm ra trông bác kia hoảng hốt thế. Ui giời. Ui giời. Chưa rồi, mất điện là xong rồi. Để mình xem có gì nữa. Làm cái gì nữa. Ui. Cái này là Darkness Control The Taken. Biết rồi. Bóng tối điều khiển bọn bọn này, bọn Taken đấy. Bây giờ mình chuẩn bị là cái này, Flare Gun này. Ui, trời ơi, trời ơi. Flare Gun này cái gì? À, nhà của mình. Kinh tế. Wow, I'm so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. Barry biến thành tất cần thì mình xin lỗi bạn, mình phải xử bạn. Ui. Cháy người. Vào đây, vào đấy. Vào hết đây. Đi quạ. Vào đây. Cẩn thận luôn. Được. Mày. Xuống là nó có thời gian nó có giảm không nhỉ? Hay là nó chẳng sao. Bởi vì nếu mà vứt xuống đất thì lại dùng được nhiều cái vũ khí khác hơn. Phần này. Ui ôi, mổ. Oh, đi.
Bọn này thì không sợ lắm. Hey Al, I'm hơi phiền rồi. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent, Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few How the hell did she... Help you... Okay, mình sẽ kết thúc... cái tập này ở cái phần chơi này ở đây, và lần sau thì mình sẽ chơi tiếp là bắt đầu vào cái chắc là episode 3 đó. Ok, mình đã lần này chơi lúc phát được episode 2 cũng ngon rồi. Ok, mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại.